2024, make America great again. We love police and people. Support Trump. Wait four more years. Together, make America great again. We love Trump. We vote Trump. We want Trump. À, xin chào chị Thanh. Four more years. À, hôm rồi thì có cái vụ bắn đạn đối với ông Trump đó, thì chị nghĩ như thế nào? Nước Mỹ mà tại sao xảy ra một cái sự kiện rất là kinh khủng như vậy, thưa chị? Hiện nay nước Mỹ đang bị một cái thế lực quỷ dân chủ tội đồ phản quốc, nó đã và đang dùng cái tội ác gian lận lừa đảo để mà nó gây án trên nước Mỹ này, và nó rất căm thù một người tổng thống yêu nước thương dân và luôn kính Chúa thật Phật thật, đó là sự thật. Cho nên tổng thống Donald Trump phải trả giá cho cái việc mà là người duy nhất kính Chúa thật và yêu nước thương dân và cứu được nước Mỹ và cứu cả thế giới, đó là sự thật. Cho nên chỉ có những kẻ là nghiệt xúc, là chó đi hay chân, sủa tiếng người thì nó mới căm thù, nó ghét tổng thống và nó muốn tiêu diệt tổng thống, nhưng mà nó quên rằng Chúa là có thật. Thưa chị, thì hôm rồi đó thì có những người gốc Việt này họ cũng cho rằng ông Donald Trump là giả bộ, rồi theo nghĩa là bị bắt, những người đó họ như thế nào, chị đánh giá họ ra sao? Thì trước hết họ có cái đầu nhưng mà không có cái óc, không có óc, cho nên họ những cái hành vi, có những kẻ giống như là những cái ca sĩ văn nô của cộng sản, nó cũng muốn những kẻ đó được làm người tại Mỹ nhưng mà lại đi đem cái quyền làm người của mình đi trở thành một con chó đi hay chân, của tiếng người để hủy diệt cái nước Mỹ, và còn nói rằng là phiên đạn đó tại sao nó không đi trúng vô mục tiêu, ai Chúa nào mà chỉ có Chúa xào Chúa bịp Chúa ác, Phật xào Phật bịp Phật ác, để mà nó mới có những cái tư tưởng mà những cái suy nghĩ nghiệt xúc đó, thì mình nghĩ làm gì cho nó nặng cái óc của mình. Suy nghĩ của mình là gì? Làm cầu nguyện ơn trên cha hộ để cho những kẻ ác quá nó hóa điên, như con mù Kim Tuyết hay là Ái Vân gì đó, hoặc là những cái kẻ nó căm thù nước Mỹ, nó căm thù người dân Mỹ của chúng ta, thì chúng ta hãy tin rằng luật nhân quả là không chừa một ai. Và trong khi họ là những người thậm chí là trong cái giới truyền thông nữa, rồi những người là gọi là tự xưng là có học nữa. Đúng vậy. Và người ta vẫn có những cái nhận định, mà ta có kiểu rằng nước Mỹ mà xảy ra một cái tình trạng rất tồi tệ như vậy, mà lại họ không có chỉ trích mà họ lại nói ngược lại, là chị đánh giá như thế nào? Thì đánh giá là một sự thật nha, mà xin đừng có tin vào sự thật của tôi. Thì chỉ nói là vì tôi là một công dân Mỹ ở Việt Nam Cộng Hòa. Victoria Cooper là luật sư miễn phí của người dân và luôn tin vào luật nhân quả là không chịu một ai. Cho nên những kẻ đó họ nói như thế đó, thì họ đã tự thú họ là cái lũ nghiệt xúc được quyền làm người, may mắn thay cho 90 triệu dân ở trong địa ngục cộng sản làm con chó đi hai chân nuôi đạn cướp cộng sản, mà được làm người mà lại để cho cái bọn nghiệt xúc dâm vũ tội đồ phản quốc nó gây án phá hoại kể cả cái truyền thông, trong đó thành nói những cái truyền thông mà nghiệt xúc là chó đi hai chân mà sủa tiếng người đó, những cái loại đó nó không có xứng đáng để mà mình nói, nhưng mà mình phải, vì nó đang sống trong cái nước Mỹ này cho nên mình cũng phải nhắc nhở họ, hy vọng rằng với lòng thương xót của Chúa thật và lời của Phật dạy đó là nhân quả là không chừa một ai, thì những kẻ đó nó không dừng lại thì nó sẽ bị tai ương bệnh tật và chết thê thảm oanh sát theo đúng luật nhân quả thôi. Thưa chị, thì nếu cái vụ mà ông Trump mà bị bắn như vậy đó, theo chị là chị có chỉ trích hay không? Và nếu mà chị chỉ trích là chị lên án, thì chị lên án nhắm vào ai? Nhắm vào đối tượng nào? Những cái loại mà nó căm thù tổng thống Donald Trump và nó giết tổng thống đó, là những kẻ đó nó không còn là người nữa. Và nếu nó cái hình dạng nó là người thì có cái óc, thì nó không có óc, nó là chống lại ấm anti đó, cho nên là thành không có lên án nó, bởi vì mình phải dùng cái luật pháp, hiến pháp nước Mỹ và luật nhân quả để mình bắt nó phải trả giá theo cái những cái tội ác của nó gây án. Còn bây giờ mình nói với cái loại mà
nó không có cái tư cách như vậy để mà mình tốn cái công của mình. Nhưng mà Thành sẽ dùng cái luật pháp và hiến pháp nước Mỹ bắt nó sẽ bị trừng trị theo đúng luật pháp, hiến pháp nếu như nó vi phạm luật pháp thôi. Còn bây giờ nó được quyền, nó làm, nó sử dụng cái quyền làm người của nó mà nó lặt chó đi hay chân, thì bây giờ mình nó được tự do, USA freedom mà, tại sao mình không có cho nó tự do? Mày tự do được phản quốc mày, nhưng có luật pháp và hiến pháp. Còn mày trù, mày muốn cho tổng thống giết tổng thống, nếu tổng thống Donald Trump mà bị giết rồi thì nước Mỹ giờ này tanh bành rồi, và cả thế giới này chẳng còn gì nữa, bởi vì không có Chúa thật, không có. Vâng thưa chị, thì hôm đó thì cũng có một số người gốc Việt đó, họ nhân danh họ ủng hộ Trump đúng rồi. Nhưng mà họ là không lên án cái đúng việc mà bắn súng này. Nhưng mà là mình thấy là lên trên mạng xã hội hoặc là họ múa mai ngoài đường đó, thì họ nói là họ bán áo Trump, bán nón Trump, họ trục lợi rất nhiều. Đúng như vậy. Thông qua hình ảnh của ông Donald Trump, thì cái điều đó nó nói là điều gì thưa chị? Đúng rồi, ngay cả khi bây giờ hôm nay nè, ngay chỗ chầu cờ Đức Thánh Trần Linh Thiêng mà lúc 10 giờ mỗi một ngày thứ bảy đầu tháng đó đã chầu cờ đó, thì ông mà thị trưởng Đuôi đó, Mayor Đuôi á, đã tới để nói là ủng hộ thượng nghị sĩ Hùng Cao, mà mình là người nhìn thiếu sự thật là thượng nghị sĩ Hùng Cao đã chiến thắng vào ngày vào lần trước mà ứng cử dân biểu liên bang đó, thì đã tới Ramada đó, thì bọn chúng nó cũng bảo là ủng hộ Hùng Cao rồi băng đảng bố già đó. Không, ý tôi muốn nói là một số các cái YouTuber đó hay là những cái người mà họ lên họ quảng cáo, họ bán nón, bán mão, họ nó ủng hộ Trump, nhưng mà họ lại không lên tiếng cái vụ mà bị bắn đó. Vì sao vậy? Vì đã có chỉ đạo rồi, mày mà tao cho mày dùng Trump để mày kiếm tiền, mày lợi dụng, mày kiếm tiền, mày sống sinh sống, nhưng tao mày lại never Trump thì cái mẹ rồi. Cho nên là chính họ đã tự thú họ rồi, cho nên. Nhưng mà có những ý kiến nói rằng những người đó thì họ ủng hộ Trump mà ủng hộ xạo thôi, hoặc là họ mượn Trump để mà trục lợi tiền thôi. Ở đây rồi, đi rally, bảo là rally ủng hộ tổng thống Trump mà chửi mình là con mụ khùng, con điên, rồi xong ngay tại chỗ rally đó mà mình thì để qua, để vì những cái hành vi đó có cái máy của FBI đó, người ta quay, người ta sẽ xử cho từng đứa, từng thằng. Cần gì mà bọn họ, khi mà họ giả bộ đó thì họ mà ủng hộ Donald Trump hay là ủng hộ anh Hùng Cao, họ kêu gọi mình cứ trước mắt là mình cứ nhìn theo, nghe qua là tưởng là thật, cũng như là thằng Sleepy Joe Biden đó, nó biểu là dân chủ, nó lo cho dân này kia nọ, nó lừa đảo không? Còn giống như là những cái YouTuber họ bán như vậy đó, thì nếu như anh mà không lên án những cái hành vi mà giết một người tổng thống yêu nước, thương dân và cứu cả thế giới đó. Vâng, thì có những YouTuber mà trước đây đó, 4 năm trước khi mà ông Trump đang ngồi trên đỉnh cao quyền lực, thì họ nói họ ủng hộ, họ rally, họ kiếm tiền rất nhiều. Đúng như nhưng vậy. Nhưng mà khi mà ông Trump bị khởi tố, bị điều tra, bị vùi dập một cách rất là thê thảm, thì họ, đúng là họ không nói gì hết. Sao chị biết gì nói? Sao có? Tôi đi rally để tôi bảo vệ chiến thắng của tổng thống Donald Trump vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Tôi thấy rõ ràng. Và cho nên. Và tại sao họ cấm miệng vậy thưa chị? Tại vì đó là riêng cái đường lối của họ mà cộng sản, khủng bố, PC và những cái thế lực mà dân chủ tội. Tại sao chị gọi đảng cộng sản dân chủ là đảng cộng sản? Đảng dân chủ là đảng cộng sản. Nhưng mà vì nó đã thực hiện những cái chủ trương đường lối mà cộng sản nó đã và đang cai trị cái địa ngục cộng sản khủng bố PC là sự thật. Đâu có, và nó gây ra cái sự chia rẽ, đánh phá mà mình ở đây mình. Vâng, bây giờ trở lại cái việc mà các cái YouTuber đó, thì tại sao họ lại câm miệng khi mà ông Trump bị vùi dập thưa chị? Tại sao họ không dám mở mồm ra mà họ lại lấy tiền trước đó? Đúng rồi, vì là sao? Vì họ thấy rằng là nếu mà mình họ nói ra thì bọn thì tụi mà dân chủ nó sẽ không tạo điều kiện cho họ kiếm tiền, đúng không? Kiếm tiền thì ngược lại thì mình là người cử tri, mình là người dân Mỹ thì yêu cái nước Mỹ này thì phải luôn luôn bên cạnh tổng thống Donald Trump để mà bảo vệ
cái sự chiến thắng của Tổng thống Donald Trump là chiến thắng của người dân Mỹ, và chúng ta phải nhìn thấy cái sự thật của họ, giống như là thành xếp kia, thị trưởng mayor đuôi 100 triệu đô la vì nó lừa đảo cảnh sát, nó bắt cảnh sát Westminster làm công cụ, là tay sai cho băng đảng bố già để mà nó khủng bố người dân tới góp ý tại Westminster, thì thành phẩm coi. Nhưng mà nếu nó dừng tội ác lại để mà góp sức xô để mà bảo vệ cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump để cứu lấy nước Mỹ, thì mình phải cái công thì mình phải trừng cái tội là phải trừng. Ví dụ có một Pelosi đâu có thể nó để nó hạ cánh bây giờ mỗi một năm nó mấy trăm ngàn tiền thuế để trả lương cho nó, ai mà trả lương cho con bụng Pelosi nghiệt xúc gọi là những cái đứa phản quốc như thằng Obama, con mù Hillary, nó là được hạ cánh để mỗi một tháng, một năm mấy trăm ngàn tiền thuế để đi nuôi những kẻ phản quốc tội đồ. Còn những kẻ nào mà bảo là ủng hộ Tổng thống Donald Trump mà không dám lên án và vạch mặt những cái thế lực mà nó giết nước Mỹ, nó giết Tổng thống Donald Trump, nó giết người dân Mỹ của chúng ta và nó phá hoại cái nước Mỹ hiện nay đã và đang xảy ra. Chị có thể nói một chút về cái suy nghĩ của chị ngay thời điểm mà chị vừa nghe ông Donald Trump bị bắn đó. Lúc đó chị nghĩ như thế nào? Lúc trời chị... ơi, không tin, nhưng mà khi thành hôm bữa đó thành đi cầu nguyện ở tại Đức Thánh Trần nè, đi về đi chơi chợ ABC đó, thì ông bảo vệ là người Mỹ đó, ông thì đi ông chân rồi, ông biết thành là Donald Trump mà, cho nên là ông bảo là Tổng thống Donald Trump bị bắn, bị ám sát. Ám sát thì thành lúc đó thành lúc cả trái tim của mình bóp người mẹ thành bóp cái trái tim rồi, mà thành không tin là cái chuyện đó xảy ra, mà ông mới lấy cái điện thoại của ông đó ông cho thành xem, nhưng mà thành có không Chúa có thật, không bao giờ mà nó giết được Tổng thống Donald Trump, phải có một cái điều nhiệm màu để bảo vệ Tổng thống. Mà thì lúc đó xong đó thành lết chân đi về tới cái nhà của ông có Phật bà đó, thành đứng thành cầu nguyện Đức Phật bà, thì mà hàng ngày thành viết cái kinh Đại Phước Đức á, 11 điều của Đức Phật để lại cho người dân, mà thành chiến đấu và chiến thắng bây giờ là kinh Đại Phước Đức có 11 điều thôi. Khi nào có điều kiện thì thành sẽ đọc. Còn hôm nay thì thành nói rằng khi mà nghe đó như vậy đó, hôm bữa thì thành cách đây hơn 6 tháng thành đã bị bắt ô quê rồi, là bị cái trong cái tim nó bị bác sĩ người ta giỏi lắm, họ đặt cái gì tim gì đó ở trong tim của thành đó, cho nên lúc đó trái tim của thành nó bóp lại và giống như là gục luôn á, nhưng mà thành vẫn bình thường, thành cầm cái bịch recycle để thành hàng ngày thành đi chiến đấu thì thành nhặt vài đồng vài cái recycle để mà bán để mua một tờ vé số, hy vọng lucky money của Tổng thống Donald Trump do chính người dân Mỹ. Thưa chị, thì bây giờ nếu như có một cái lời nào đó để mà nhắm vào những cái nhóm mà gọi là ủng hộ Trump cụi đó để mà trục lợi đó, thì chị sẽ chỉ trích họ như thế nào, hay là chị sẽ lên án họ, hay là chị sẽ góp ý họ như thế nào? Thành hy vọng vì ai cũng vậy, có những cái biết đâu có một số người ta lại làm việc cho FBI, làm sao người ta làm cái việc giống như là những một số cái channel là coi như là trước đây không phỏng vấn thành, nhưng mà sau đó họ thấy rằng là họ cần giúp cho FBI nhìn thấy những cái thế lực hoặc là những cái kẻ nào mà nó giết thành, hoặc là nó không nó bịt mồm của thành đó, nó không cho thành nói đó. Bây giờ thì thành có cái true social Tổng thống Donald Trump rồi, cho nên thành mới nói với lại những người nào đã từng là ủng hộ Tổng thống Donald Trump rồi, thì hãy cố gắng phải bảo vệ cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ vào ngày 5/11/2024, kêu gọi nhau là vâng rồi. Xin chào chị ha. Michael cũng hỏi gì ạ? Chúc mừng nhiều phát nhiều lắm. Giờ này thì bà theo dõi tin tức của Tổng thống Donald Trump ở channel nào, thưa bà có thể chia sẻ? Tất cả các channel ở trên mạng đó, thành thấy cái channel nào mà thành thấy là đó là nói sự thật á, thì nhất là trong cái những channel nào mà giúp cho thành nói sự thật á, thì thành sẽ theo dõi để mà thành ấn like hoặc là bóp những cái sự thật đó, hoặc là thành những còn cái những cái channel nào mà tin tức Mỹ cũng có, tại vì có channel của bé Nô Tí nè, có Trần Michael nè,
của có một số để mà họ dịch cái tin tức, nhưng mà chủ yếu là của media của tổng thống Donald Trump đó. Và vâng, rồi cảm ơn chị nha, bây giờ cũng đã tới giờ tôi phải đi bên đó rồi, chúc chị xin lỗi nha. Và cảm ơn rất nhiều những cái YouTube nào mà phỏng vấn mà đưa cái tiếng nói sự thật của Thành, và xin được trân quý tất cả những người khán thính giả mà nghe sự thật của Thành, đừng có tin. Rồi ba chị, ba cảm ơn chị.